ekip thực hiện MV, nhạc sĩ Vương Anh Tú, đạo diễn Danny Đỗ, diễn viên Tuấn Trần và Miên Ngân. Và những bó hoa này theo lời cảm ơn mà Harry cùng với ekip của mình xin được cảm ơn anh chị đã cùng cộng tác với Harry để cho ra mắt một MV rất là nhiều cảm xúc và đang được mọi người chờ đón như vậy. Chưa có nghe là bạn nào lấy bài này, bạn cứ đi hát chim giao thì bài chưa có nghe. Tại vì cái bài này là đây bình thường là ta sẽ mua bài là thường mua bài quyền và người nào cũng vừa biết cho là bài quyền và những người khác, những ca sĩ khác lấy bài này hát chim doanh này nọ thì không được là thấy cái chuyện rất là bình thường nên hôm nay lần đầu tiên hay nghe thì cũng hơi bất ngờ. Nói chung là Hay đã ghi một bộ bài này là từ bạn Vương Anh Tú và đồng quyền cho Harry trong vòng 5 năm là các bạn ca sĩ tức là không biết ai đã hát rồi, nói chung là đến giờ này hai hát rồi thì Harry không có nói, nhưng mà nói chung là Harry đã mua 5 năm đồng quyền này, có các bạn lưu ý dùng. Xin được cảm ơn câu trả lời của Harry, và không biết là Vương Trần còn có thêm những ý nào không? Chắc là cái đó là mình sẽ lo lắng cho Harry, tại vì theo Harry biết là từ cái bạn Harry của Harry với bạn Vương Anh Tú và như thế nào thì cứ đưa ra một lên hết rồi thì Harry nghĩ là chắc sau này có cái chuyện gì đó xảy ra thì quyền các quyền sẽ là phải trực tiếp lên người ca sĩ hát hay nhất, tốt nhất cái bài Anh Cứ Đi Đi. Harry nghĩ là có thể là cái giọng hát của Harry và cái cảm xúc của Harry có một cái đặc điểm nào đó hơi khác với ca sĩ khác. Harry nghĩ là mỗi ca sĩ thực hiện và mỗi người thực hiện cái bài hát này thì đều có một cái đặc sắc riêng, và người ta thích cái đặc sắc nào đó thì người ta nghe cái bài đó, chứ Harry không có nghĩ là bài của mình bị chê hay này. Harry cũng không có quan tâm sao lắm. Harry nghĩ là người nào mà thích cái cảm xúc hay là thích cái giọng hát của Harry, là thích cái kiểu như vậy, thích cái pop thì sẽ nghe bài hát của Harry. Và Harry nghĩ là mỗi người nghe một cái gu khác thôi, nên Harry nghĩ là cái đó Harry cũng có không. Cái thứ hai nữa là có thể là liệu cái việc mà thông tin mà hai bạn cầu hôn bí mật thì là để PR chất cho sản phẩm MV chiều ngày hôm nay hả? Thật sự là những cái câu chuyện liên quan tới MV của Harry Anh Cứ Đi Đi thì Harry sẽ nhận, còn ngoài ra thì Harry sẽ không nhận, tại vì Harry muốn là tập trung vào cái sản phẩm của Harry, tại vì từ đầu đến cuối luôn là cái bài này là 100% là Harry đầu tư hết và Harry tự làm ra, nên Harry muốn là hôm nay, riêng hôm nay là Harry muốn là cái MV Anh Cứ Đi Đi là người chính, tức là cái sản phẩm chính chứ không nói chuyện. Thì Harry mới biết lời xong cái là đi Mỹ nên Harry cũng chưa thức thuộc lời, nói chung là Harry cũng muốn là cái sản phẩm khi MV Anh Cứ Đi Đi sau đó thì Harry muốn là khoảng bây giờ thì Harry phải tập trung vào cái ghi âm đã, thu âm đã, sau đó thì Harry sẽ ra cái bản MP3 phiên bản tiếng Hàn Quốc Anh Cứ Đi Đi đó. Harry thích và Harry thực hiện vậy thôi. Nói chung là khi mà Harry chọn bài này là Harry thấy cái điệp khúc là đối với Harry là nó rất là hợp với cái giọng của Harry, là giọng của Harry cho là giọng của mình có thể ra được tốt nhất, hay nhất là có thể là cái luyến giọng ngược và giọng gió đi qua đi lại, thì Harry nghĩ là cái giọng đó là giọng Harry đẹp nhất, Harry cho là như vậy. Nên khi mà Harry chọn bài này là bản thân Harry rất thích, nghe một lần là Harry nói là hốt cái bài này cho em, tại vì Harry trước giờ Harry một người cực kỳ khó tính, Harry khi chọn bài hát là rất là khó tính, nếu Harry không thích là Harry người ta kêu là em ơi hát đi, thị trường Việt Nam hoặc gu này rất là được. Nói cỡ nào Harry không nghe, tại vì vấn đề là Harry bản thân mình không thích bài đó, ca sĩ không thích bài đó thì ta dọc làm sao mà hát bài đó cho nó ngon được. Thế nên Harry khi mà chọn bài hát này là Harry rất thích, nghe một lần là Harry cứ bị cuồng, cứ hát qua hát lại và diễn vì điều nó đó. Nên Harry hát cái bài này, Harry quyết định chọn bài này, chứ Harry không bao giờ đoán được là bài này hot hay không hot, không biết cái gì luôn. Và khi mà ra cái sản phẩm Anh Cứ Đi Đi xong là Harry cũng
chưa có nghĩ tới bài chưa có nghĩ tới cái sản phẩm MV, tại vì Harry không biết là cái phản ứng của quốc gia Việt Nam như thế nào, Harry chưa chắc nên chưa có làm. Và lúc mà làm khoảng chừng hơn một tuần rồi thì thấy phản ứng tốt quá, nhiều bạn nói là MV ở đâu, thì lúc đó cái mình tiến hành làm ra cái MV.